Dương Mịch gợi ý quà tặng bạn gái khiến netizen ngã ngửa, nghe thì thô nhưng đảm bảo ai cũng thích. Câu trả lời khi phỏng vấn của Dương Mịch đang khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Là một trong những mỹ nhân hàng đầu showbiz, Dương Mịch luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp chỉnh chu nhất. Cô nàng thường xuyên khiến fan ngây ngất bởi vẻ ngoài lộng lẫy. Bên cạnh đó, cô nàng còn nổi tiếng là ngôi sao có EQ cao nhất nhì làng giải trí. Chính vì vậy, Dương Mịch luôn đem lại hết bất ngờ này tới ngạc nhiên khác dành cho người hâm mộ. Không ít người qua đường công nhận rằng, dù không phải là fan của mỹ nhân tam sinh tam thế, nhưng họ cực kỳ ấn tượng với những câu trả lời phỏng vấn thú vị, thể hiện EQ và tính cách vui vẻ của nàng Bạch Thiển. Mỗi lần tham gia các buổi phỏng vấn, nữ minh tinh luôn khiến MC phải câm nín vì những câu trả lời vừa thông minh vừa hài hước của cô nàng. Trường hợp sau đây là một ví dụ điển hình. Theo đó, netizen xứ Trung hiện đang truyền tay nhau bài phỏng vấn ấn tượng được chia sẻ mới đây trên mạng xã hội. Lại một lần nữa, Dương Mịch tiếp tục khiến các fan phải suýt xoa với khả năng trả lời phỏng vấn nhanh nhạy, đi thẳng vào trọng tâm. Cụ thể, netizen được fan cười sảng với màn gợi ý các bạn trai cách tặng quà cho người yêu, tuy thô nhưng thật của Dương Mịch. Khi được hỏi về món quà đem lại cảm giác thẳng thắn trực tiếp nhất là gì, mỹ nhân họ Dương trả lời với gương mặt nghiêm túc: "Tôi cảm thấy món quà trực tiếp nhất chắc là bao lì xì. Tuy là có hơi bộc trực thẳng thừng nhưng rất thích, ai lại đi từ chối bao lì xì chứ?" Không dừng lại ở đó, khi được hỏi, với tư cách là một cô gái, bạn có gợi ý nào dành cho các bạn con trai để chữa cháy những pha tặng quà thiếu tinh tế hay không? Dương Mịch khiến các fan vỗ tay tán thưởng với câu trả lời: "Mấy bạn nam nếu không biết tặng quà như thế nào thì cứ tặng lì xì nhé, tôi gợi ý là càng nhiều càng tốt nha." Phía dưới phần bình luận, netizen đều thích thú với câu trả lời của Dương Mịch: "Đánh trúng tim đen nhiều người nha, nhưng mà tôi thích lắm, không chệch đi đâu được, phải chia sẻ ngay bài phỏng vấn này mới được, Dương Mịch nói đúng lắm." Nhân dịp này, netizen còn truyền tay nhau hình ảnh gương mặt sáng ngời của mỹ nhân họ Dương khi được cầm trên tay bao lì xì đỏ chót. Sau đó, một cư dân mạng đào lại phát ngôn từng gây chấn động của Dương Mịch trong một bài phỏng vấn cách đây khá lâu. Khi được phóng viên đặt câu hỏi, nếu một mai thức dậy bạn biến thành con trai thì bạn sẽ làm việc gì đầu tiên? Dương Mịch đã có pha xử lý đi vào lịch sử khiến người hâm mộ dở khóc dở cười vì sự thẳng thắn và rất hài hước của cô nàng đi tán gái. Một câu trả lời chỉ vỏn vẹn 3 từ, nhưng đánh giá được cách xử lý tình huống nhanh gọn lẹ của mỹ nhân sinh năm 1986, đồng thời mang đến tiếng cười cho mọi người tại trường quay cũng như khán giả. Nhiều người khẳng định Dương Mịch đích thị là vữa muối của showbiz. Hiện tại, sau bộ phim Hậu Châu Phu Nhân, Dương Mịch được dự đoán sẽ tham gia tác phẩm Kiều Tàng. Theo nhiều thông tin nội bộ, thì Dương Mịch được xác định là mảnh ghép đầu tiên của dự án phim Kiều Tàng, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thượng Cuồng Gia Cuồng. Mỹ nhân Học Châu Phu Nhân sẽ hóa thân thành Liễu Miên Đường, nữ săn chủ xinh đẹp, mạnh mẽ, nhưng bị mất trí nhớ và rơi vào tình yêu ngập trong âm mưu dối gạt của nhiếp chính vương Thôi Cửu. Trước đó, trang 163 đánh giá, mối tình của Liễu Miên Đường Thôi Cửu giống như vợ chồng Smith Bản Trung vậy. Kiều Tàng là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng, xoay quanh câu chuyện về nhiếp chính vương và nương tử của hắn. Truyền kể rằng, sau đại bệnh, Miên Đường hoàn toàn quên mất mọi chuyện sau khi xuất giá. Cũng may bên cạnh nàng còn có một trượng phu dung mạo như tiên, tính cách ôn hòa thiện lương, không rời không bỏ khi nàng đau ốm, cho dù có tán gia bại sản cũng phải giúp nàng chữa bệnh. Tuy nhiên, cách đây không lâu, trên các diễn đàn giải trí đưa tin về việc Dương Mịch sẽ từ bỏ việc đóng vai nữ chính trong dự án Kiều Tàng. Điều này khiến người hâm mộ của mỹ nhân tam sinh tam thế Thập Lý Đào Hoa vui mừng khôn xiết, vì cuối cùng thần tượng cũng đã từ bỏ dự án theo mong muốn trước đó của họ. Trước khi thông tin Dương Mịch bỏ Kiều Tàng, không ít blogger đưa tin Cung Tuấn rồi Lý Hiện sau này là Đặng Luân sắp nên duyên với Dương Mịch trong phim mới Kiều Tàng. Thực hư vẫn chưa được phía nhà sản xuất lên tiếng xác nhận, nên chỉ có thể chờ đợi thông báo chính thức từ phía ekip đoàn phim.